Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Chương trình phát thanh những câu chuyện đời. Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Những Câu Chuyện Đời, chương trình do công ty cổ phần Quảng Cáo Nhất thực hiện, phát sóng liên tục các ngày trong tuần trên các đài phát thanh truyền hình Đông và Tây Nam Bộ, chương trình do công ty du học Thái Bình Dương tài trợ. Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát lúc 5:35 và 11:47 thứ năm, phát lần hai lúc 17:30 thứ hai hàng tuần trên sóng đài phát thanh truyền hình Long An. Quý khán giả thân mến, mỗi tuần chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống. Quý vị thân mến, đằng sau mỗi một cuộc đời là một câu chuyện. Và câu chuyện của em Hoàng Thị Hà, sống tại tổ 5 ấp Già Lon, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước mà Nhã Quỳnh muốn chia sẻ với quý vị thính giả kỳ này lại là một câu chuyện nhiều nước mắt. Là con gái đang tuổi lớn nhưng ở sâu trong rừng cao su, lại đang vật lộn với những năm học cuối cấp 3 đầy căng thẳng. Vậy mà thái ương đến, trong 2 năm liền em phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng mỗi khi nhắc về em, bà con trong xóm hay thầy cô bạn bè và cả chính quyền địa phương ai cũng dành cho hai anh em một tình cảm đặc biệt bởi tấm lòng hiếu thảo, ý chí phấn đấu không ngừng trong học tập giữa bao gian khó. Trở về căn phòng trọ nhỏ xíu sau một ngày cực nhọc, Hà chẳng thể thay nổi cả cái bộ đồ mà nằm vật ra, thở dốc một hồi, em lên lịch cho ngày mai. Sáng mai lên trường có tiết, chiều đi phát tờ rơi, tối đi chạy bàn. Suốt ba năm từ ngày đầu tiên Hà làm cô sinh viên trường Đại học Y Dược Sài Gòn đến giờ, lịch mỗi ngày của em luôn kín là thế. Nếu có đổi thì chỉ đổi sáng qua chiều, đổi sáng phát tờ rơi, chiều học, còn tối thì vẫn luôn luôn cố định, bởi vì em nghèo và cũng bởi em mồ côi. Một cô gái vừa tròn 20 mà đã sớm phải tự gánh lấy cuộc đời của mình. 3 năm trời, nơi mảnh đất Sài Gòn, em thấm thía rất nhiều chuyện. Người ta nói thời sinh viên là một cái thời đẹp nhất của con người. Thời chúng ta được học, được chơi và được lớn. Nhưng với Hà, em chỉ có học và lớn. Còn chơi, cái động từ đó với em là một động từ rất xa lạ, hay nói đúng hơn là rất xa xỉ. Em đi chơi với bạn bè một buổi thì lấy tiền đâu em đủ đóng tiền nhà, tiền học. Em đi uống một ly sinh tố thì tiền đâu để ăn một tô mì gõ ven đường. Nghĩ đến đó, em chảy nước mắt. Nhưng em khóc không phải cho số phận mình, mà khóc vì nhớ về quá khứ. Nhớ cha mẹ tảo tần, nhớ hai anh vất vả. Gia đình em là người dân tộc Nùng, sống trong một rừng cao su hẻo lánh của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ba mẹ em cực lắm, làm thuê làm mướn, hái điều, cạo mũ cao su. Lắm lúc em nghĩ ba mẹ tài thật, chân lắm tay bùn, ăn khoai ăn sắn, vậy mà cũng cho ba anh em đi học đàng hoàng. Anh hai học hết lớp 12 thì nghỉ, để ở nhà phụ ba mẹ, dồn sức cho em và anh ba đến trường. Ngày anh ba Hoàng Đình Văn thì đậu Học viện Hành chính Quốc gia, ba mẹ vui đến rớt nước mắt,
hớn hở chạy khắp xóm mà khoe. Tự hào lắm chứ, ở cái cánh rừng sâu hun hút này, biết được con chữ đã là mừng, nói gì đến việc đậu đại học. Không chỉ ba, không chỉ mẹ, mà cả xóm cả xã đều đến chúc mừng. Mỗi người có một tí là một bữa ăn thật vui vẻ. Gia đình em vui lắm, hạnh phúc lắm, vì các con của mình đã không phụ lòng ba mẹ, đã làm nở mày nở mặt không những gia đình mà là cả một cái xã nghèo. Rồi những ngày gia đình tất bật chuẩn bị cho anh ba lên Sài Gòn học đại học, cây nghèo khó làm cả nhà lo lắng đủ điều. Rồi những ngày lóng ngóng chờ tin tức của con, niềm vui chưa trọn vẹn thì một năm sau, ba của em ngã bệnh và mất đột ngột. Hà và anh ba có nguy cơ gián đoạn việc học. Mấy mẹ con bàn tới bàn lui, thôi thì cố gắng người một chút. Một năm sau, Hà thi đậu tốt nghiệp, rồi theo anh ba lên Sài Gòn thi đại học. Anh hai ở nhà căng mình đi làm thuê làm mướn không dám nghỉ. Còn mẹ thì hình như bà đã ốm gì đó. Mà hai anh em theo hỏi, bà cứ nói không sao, mẹ chỉ mệt chút thôi. Ngày em báo tin đậu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là ngày mà có lẽ bà khỏe nhất trong khoảng thời gian đó. Bà cười và nói chuyện huyên thuyên cả ngày. Hai vừa mừng và cũng vừa thấy lo lo. Vậy rồi mấy tháng sau bà mất. Có lẽ vì muốn để dành chút tiền cho con được đi học, bà nén đau, giấu bệnh. Bầu trời như sụp đổ với Hà, con đường đại học như bít lối. Khóc mấy ngày liền, Hà thắp nhang lạy cha lạy mẹ rồi theo anh ba lên Sài Gòn nhập học. Trong vòng 2 năm, Hà và anh hai mình mất đi hai người thân nhất trong đời. Ba anh em nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng lớn thì vẫn chưa đủ lớn để có thể vừa đối diện với nỗi đau mất cha, mất mẹ, vừa đối mặt với những gian nan, thử thách của gánh nặng đời nghèo. Sau ngày mẹ mất đi, anh hai đi nghĩa vụ quân sự, còn Hà và anh kế lên Sài Gòn tự bươn chải để kiếm tiền học hành. Ngày lại ngày, em cứ âm thầm lặng lẽ mà cố gắng. Em nghèo, em chẳng có gì bên mình ngoài cái ước mơ học tập trong đầu và tình yêu thương của ba mẹ trong tim. Cứ thế em dành vào ước mơ và tình yêu để mà gượng, để mà bươn chải với cuộc đời. Hà và anh ba học hai trường khác nhau nên cũng ở trọ hai nơi khác nhau cho tiện việc đi học. Anh ba em cũng như em, cũng vừa học vừa tất tả ngược xuôi. Những lúc thu xếp được vài tiếng rảnh rỗi, hai đứa lại cố gắng gặp nhau và có chuyện quen thuộc cũng xoay quanh vài câu nói. Hay anh nghĩ về nhà làm cho mày đi học. Thôi, em con gái, nếu nghĩ thì em nghĩ. Thôi, anh đàn ông, để anh với anh hai gánh vác gia đình. Mày học đi. Thôi, anh còn có một năm cuối cùng, nghĩ uổng lắm. Thôi tới, thôi lui, thôi xuôi, thôi ngược. Rồi thế nào cũng kết thúc bằng thôi, vậy hai đứa cùng cố, chưa biết sao giờ. Sài Gòn là một mảnh đất rất lạ kỳ. Sài Gòn quá rộng lớn để người ta có thể chú ý đến một cô gái bé nhỏ đứng phát tờ rơi giữa ngã tư đường mà nuôi dưỡng ước mơ. Và Sài Gòn cũng quá bé nhỏ để tình thương giữa người và người có thể trải dài và bao phủ. Lắm lúc lịch học dày đặc quá, em không biết làm sao để sắp xếp, thì mấy người chủ đều cười và nói, nghỉ một bữa đi, cô trả trừ lương con đâu. Lắm lúc phát sốt cảm mạo, thì cô hàng xóm đem ly nước chanh nóng và vài viên thuốc qua và nói, ráng hết bệnh để mà còn học chứ. Những tình cảm ấy dù bé nhỏ thôi, nhưng cũng là một liều thuốc để vết thương lòng của Hà bớt đau. Để em có thể cố gắng mà bước tới trên chính đôi chân của mình. Nhiều lúc mệt mỏi đến mức em muốn ngã quỵ, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến ba, đến mẹ, em lại đứng lên và tiếp tục bước. Có những đêm Hà ngước lên trời và tự hỏi, ba mẹ đang ở đâu nơi trời cao ấy? Ba mẹ có nhìn thấy con không? Ba mẹ có thấy anh hai, anh ba không? Tụi con chưa bao giờ bỏ cuộc. Ba mẹ có vui không? Có tự hào không? Ba mẹ có nhớ con không? Con nhớ lắm. Con nhớ lắm ba ơi. Mẹ ơi.
Những câu hỏi đau đến xé lòng của Hà. Ba mẹ em có nghe được không? Chẳng ai biết được. Chỉ có một điều chắc chắn là em luôn đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Hà là vậy. Hoàng Thị Hà của cái ấp Chà Lon là vậy. Ít từ bỏ và luôn cố mà đi. Ngay từ bé, dù gia cảnh cực khổ, bạn bè xung quanh cũng vì cái trường nghèo mà đành bỏ rơi con chữ. Nhưng em thì không. Em nghĩ rằng nếu không học thì mình làm được gì? Đi trồng tiêu thuê à? Đi hái điều mướn à? Vậy thì chắc cũng tiêu điều luôn. Vậy thì làm sao trả hiếu cho ba mẹ? Làm sao đem đến cho ba mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn? Em tự hứa với lòng, ba mẹ đã hy sinh cả một đời cho ba anh em. Vậy thì em phải làm hết sức để đem lại hạnh phúc, niềm vui cho mẹ sau này. Lời hứa ấy em chưa thực hiện trọn vẹn thì ba mẹ đã khuất xa. Nhưng Hà đã hứa thì Hà sẽ thực hiện. Em tự nói với bản thân, dù cho ba mẹ đang ở nơi nào, dù cho ba mẹ đang ở thật xa, thì những gì em làm, những gì em cố gắng hôm nay, ba mẹ sẽ cảm nhận được và ba mẹ sẽ vui, ba mẹ sẽ cười. Có đúng vậy không hả ba? Có đúng vậy không hả mẹ? Quý vị thính giả thân mến, từng chứng kiến cha mẹ vật vã trong đau đớn mà không tiền điều trị, em Hoàng Thị Hà âm thầm nuôi dưỡng hoài bão ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn giống như gia đình mình. Từng chứng kiến sự kỳ vọng xen lẫn tự hào của gia đình khi bản thân đậu vào đại học. Đó chính là động lực mạnh mẽ bao năm qua, thôi thúc em nỗ lực hết mình. Cuộc sống là vậy, những nghịch cảnh không chỉ đem lại nỗi buồn, mà đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn trên bước đường đời. Hà còn rất nhỏ, chỉ mới bước những bước chân đầu tiên vào đời. Nhưng sức mạnh ý chí của em rất đáng để chúng ta nhìn vào và tiếp tục cố gắng trong cuộc sống của riêng mình. Ở đâu có nỗ lực, ở đấy có con đường. Và ở đâu có khát khao, có ước mơ, ở đấy mọi khó khăn chỉ còn là những thử thách, chứ chẳng phải là những hố sâu không thể vượt qua. Quý vị thính giả thân mến, với những gì mà Hà cũng như các anh của mình đang cố gắng, Nhã Quỳnh tin rằng ước mơ của các em rồi sẽ sớm trở thành hiện thực. Bởi từ những gian khó của đời mình, các em đã nỗ lực vượt qua để giữ trọn khát khao đến trường. Với nghị lực bền bỉ ấy, Nhã Quỳnh tin rằng đó sẽ là nền tảng chắc chắn giúp các em vững vàng trên mọi bước đường tương lai. Hãy cùng động viên các em quý vị nhé! Thông tin xin gửi về Ban tổ chức chương trình Những câu chuyện đời, số 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838207084, nhánh số 17, email nhữngcauchuyendoi@junet.com.vn. Kính thưa quý vị, chương trình Những câu chuyện đời đến đây xin được phép khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ. Được tích hợp trên website http://những-cauchuyendoi.com và http://những-cauchuyendoi.vn. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xe lát xe lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên Công ty Du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách nhưng nhiều cơ hội, sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty Du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực. Công ty Du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.